bạn đang tìm một địa điểm uống cà phê mang không khí Giáng sinh tại Hà Nội, vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua video này. Quán cà phê với 1001 góc sống ảo, thủ phạm làm cháy máy của không biết bao nhiêu chị em. Và đó chính là C. Không là CU Coffee nè mọi người. Quán có 3 tầng, nằm trên đường Quan Hoa Cầu Giấy. Không gian vô cùng thoáng với những ô cửa sổ lớn, nhiều ánh sáng tự nhiên, lên hình bao đẹp, bao xinh. Thiết kế minimal tông trắng, nội thất tối giản thôi nhưng mà hiệu quả, trông ứng mắt cực kỳ. Tầng 1 chủ yếu là bàn đôi để buôn chuyện vui vui. Tầng 2 nhiều góc xịn sò để check in. Tầng 3 có nhiều bàn rộng và dài, phù hợp cho những nhóm bạn đông người đến học tập và làm việc. Đặc biệt, ổ điện siêu nhiều và rất tiện cho những người nghiện deadline. Menu thì đa dạng, có cả bánh ngọt nữa. Mình có thử CU cà phê thì thấy khá là ngon. Mình thích lớp kem chì bên trên béo béo. VOV TV Review đã trải nghiệm rồi, còn bạn thì sao?